Chương 1 Ác tục xuyên qua Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ác tục Chỉ thứ gì đó giả dối, thô kệch, không hề có trí tuệ, không có tài ba, trống rỗng khiến người ta chán ghét, nhưng mà, có rất nhiều người lại tin tưởng nó là thứ thuần khiết, tao nhã, sáng suốt mê hoặc lòng người, ác tục, máu chó, liễu kiêu hết lần này đến lần khác mặt niệm, tiếc một quá ác tục, nhìn nam hài nằm sắp trên giường. Liễu Kiều hết chỗ nói rồi, rõ ràng là xương cổ không thoải mái, bác sĩ trị xương xong, đi ra hơi choáng váng, liền tới trước quảng trường ngồi một lát, chờ bình thường. Lại đi về, sao biết ngồi xuống rồi, khi tỉnh lại thành như vậy. Phòng đất nhỏ tối đen, gió lùa qua cửa sổ bằng giấy, giường gỗ cứng trắng, cái bàn sức gốc, bằng ghế dài nhỏ bằng gỗ, một tiểu nam hài mặc quần áo vải thô, ách, nằm gục ở đầu giường ngủ, liễu kiều quay cổ, còn hơi đau, con bà nó, lực tay của bác sĩ kia quá lớn. Giật giật tay, vừa đen vừa thô, này, này cũng không phải tay của ta, xem ra là linh hồn xuyên qua, ôi, tỷ, tỷ, tỷ tỉ đã tỉnh, hu hu, tiểu nam hài tỉnh, gục vào trên người ta, không phải, là nước ngập kim sơn trên người thân thể này. Nhức đầu, ta nên nói cái gì cho phải đây, nước ngập kim sơn. Là thành ngữ hán ngữ, gốc từ truyện truyền thuyết dân gian bạch xà truyện của Trung Quốc, bạch xà dân nước ngập chùa kim sơn, tỷ, tỷ làm đệ sợ muốn chết, hu hu. Tỷ tỷ làm sao vậy, sao tỷ không nói lời nào vậy? Tiếp tục ước sủng. Nói cũng là ngươi nói, ta có thể nói cái gì, tỷ, tỷ, phòng ở muốn ngập, ách, cái kia, cái kia ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc, từ từ nói. Cái kia, ta là ai, đây là đâu? Không thể nhìn được nữa, liền không cần nhìn nữa, tỷ, tỷ, hu, ngừng lại, không được khóc, ta có chút chuyện không nhớ rõ, ngươi nói cho ta biết, không được khóc. Gân xanh đều nổi lên, sợ nhất tiểu hài tử khóc, tỷ, hu hu, đệ không khóc. Ngẹn đến mặt đỏ rần. Tỷ là tỷ của đệ, tên là Liễu Kiều, 15 tuổi, xếp thứ 4 trong các đường tỷ muội, tất cả mọi người gọi tỷ là tứ nương. Đệ là đệ đệ của tỷ, phụ thân gọi đệ là Ngũ Lan, năm nay 9 tuổi. Đây là thôn thập liễu, tỷ, tỷ thật không nhớ rõ sao, đệ tỷ cũng không nhớ rõ sao trời ơi trăm ngàn lần đừng khóc may mắn tên vẫn là của mình đệ đệ ngoan là tỷ tỷ không tốt tỷ tỷ sẽ nhớ lại được vậy cha và nương đâu ta là bị làm sao vậy đã hồi lâu còn không có nhìn thấy những người khác đâu nhức đầu qua hồi lâu cuối cùng hiểu rõ nương và cha gì kia đều đã qua đời lưu lại hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau ha ha lại là nữ vi tôn không phải là nữ tôn rồi, cuối cùng không cần lo lắng nam nhân hoa tâm rồi, ha ha, đắc ý trước, nữ vi tôn. Nữ làm chủ bỉ vì tỷ mùi lý gia cách vách bắt nạt ngũ lan, liễu tứ nương đánh không lại hai tỷ mùi kia, bị đẩy ngã vào tảng đá, bất tỉnh. Hai tỷ tỉ mùi kia sợ hãi, đỡ người vào trong nhà, rồi bỏ chạy. Sau khi tỉnh lại, liền biến thành liễu kiều của năm 2010, sống cho tốt đi, liễu kiều rất nhanh liền bình tĩnh cố gắng nuôi lớn đệ đệ là được, xong tốt nhất sẽ tìm nam nhân tốt gã đi, à không, là cưới, cười gian. Ngũ Lan à, chúng ta có đất không? Bình thường đều ăn cái gì? Người dân lấy ăn làm trời, trước lấp đầy bụng quan trọng nhất, tỷ, chúng ta có hai mẫu, để trồng một ít lúa mì, một ít khoai lang, khoai tây, ngô. Bình thường đều ăn mì, có tiền một chút, sẽ mua chút gạo ăn. Chỗ chúng ta không có gạo, đều là từ nơi khác chuyển đến. Tiểu đệ rất hiểu chuyện đó, xem ra nơi này là phương Bắc rồi, rất giống quê nhà của mình ở hiện đại. Vậy không thành vấn đề, hồi nhỏ trong nhà rất nghèo, việc nhà nông cũng làm không ít, mãi cho đến khi lên học đại học mới không làm việc. Nuôi sống mình và đệ đệ hẳn không thành vấn đề. Xem ta người thời đại mới, liền cắm rễ ở đây, nhìn bên ngoài trời đã tối rồi, ngủ lang à, để đói bụng không, dẫn tỷ đến phòng bếp tỷ nấu cơm cho đệ ăn. Tiểu đệ khẳng định cũng đói bụng, đến phòng bếp nhìn xem, có bột mì, khoai lang, khoai tây, còn có vài cái trứng gà đặt ở trong giỏ sách. Trên tường treo mấy sâu ớt khô, tỏi. Lại nhìn ra phía cổng, có một vườn rau xanh nhỏ, trồng cải thìa, cải củ, hành lá, còn có chút đất trống. Ách, ngày khác lại trồng chút dưa chuột, đậu đủ gì đó, cũng không biết có thể trồng cà chua không, lặng lẽ tính toán hái được vài bó cải, vậy ăn mì đi, lại xào thêm chút khoai tây nữa là được tỉ để đệ làm cơm, tỉ nghỉ ngơi một chút đi. Để biết nấu ăn sao? Sờ sờ lên đầu, sờ hờ hờ hờ, cục u sưng thật lớn, con bà nó, thật thê thảm, tỉ, cơm đều do nam nhân làm, nào có nữ nhân chui phòng bếp. Đúng vậy, nơi này là nữ tôn, tam tòng tứ đức đều là nam tử, không có chuyện gì, để tỉ làm, để nhóm lửa cho tỉ là được. Vậy để gọt khoai tây tỷ tới nhào bột mì tối nay chúng ta ăn mì sợi xào khoai tây trước tạm chấp nhận đi cầm chậu mì đầu tiên thêm một chút nước đổ ngập một nửa chậu mì một lát lại thêm nước bột mì để cán mì nhất định phải nhào hơi khô mới được sau khi nhào bột xong rắc chút bột mì lên trên bàn bắt đầu cán mì tay thật mỏi cán xong rồi lại cắt nhỏ ra trước để đó lấy khoai tây mà tiểu đệ đã gọt xong cắt thành miếng dùng nước ngâm loại bỏ tinh bột dư thừa, tiểu đệ nhóm lửa lên, rửa nồi, đun khô xong, múc chút dầu, xào ớt khô, tỏi cắt nhỏ, hành lá, đồ khoai tây miếng vào, thêm chút muối, nhanh chóng đảo đều, bỏ vào chút giấm chua, múc ra. Không cần rửa nồi, trực tiếp cho chút nước, rồi chờ nước sôi, thả mì sợi vào, rồi đun sôi, bỏ thêm muối, đánh cái trứng gà, thả rau xanh đã rửa sạch vào, bỏ thêm chút giấm chua, tắt lửa, có thể ăn. Múc ra hai chén mì sợi, bỏ trứng gà vào trong chén tiểu đệ, tiểu đệ bưng đồ ăn, đặt lên trên bàn, bắt đầu bữa cơm đầu tiên của cuộc sống mới. Ta xuất thân là người nhà nghèo, 7-8 tuổi đã bắt đầu học nấu cơm, tay nghệ vẫn tính là được thông qua, ha ha, rất nhanh đã ăn xong, nấu nước, rửa mặt xong, liền chuẩn bị ngủ, ta thật mệt mỏi, tiểu đệ lo lắng một ngày, rất nhanh đã ngủ. Ngày mai bắt đầu, sống tốt qua ngày. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả